tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự học vuốt cấp tốc trong 60 phút toàn tập từ cơ bản đến nâng cao. Microsoft Office Word thì nó có rất nhiều phiên bản để chúng ta cho chúng ta soạn thảo văn bản. Thông dụng bây giờ chúng ta thường dùng đó là 2007, 2010, 2013 và 2016. Đúng. Về cái mặt giao diện thì các phiên bản này nó hoàn toàn tương tự như nhau, nó chỉ khác nhau một số chút về các biểu tượng thôi. Còn nếu như chúng ta nắm vững, học vững, nắm chắc một phiên bản thì các phiên bản còn lại chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Ừ. Trước cái phiên bản 2007 thì có cái phiên bản 2003 mà một số cơ quan bây giờ vẫn thường sử dụng. Về mặt cái chức năng, về các câu lệnh của nó thì các phiên bản đều như nhau hết, chẳng qua nó chỉ khác nhau về giao diện thôi, đúng không? Phiên bản 2003 thì giao diện nó khác hoàn toàn. Đây là giao diện của phiên bản 2003, đúng không? Nó khác hoàn toàn so với cái phiên bản 2007. 2003 mà thì đến 2007 người ta phát triển vượt vượt bậc về cái giao diện. Các bạn nhìn 2003, đây 2003 này với 2007 đấy. Còn từ 2007 trở đi, 2010, 2013 và 2016 thì giao diện nó lại tương đối tương tự như nhau. Đó, các bạn nhìn 2010 này, đấy 2010 này, 2007 này. Các bạn nhìn qua thì cái nút Office là cái biểu tượng Office của nó, cái biểu tượng Office của 2007 này. Đấy. Với lại sang 2010 thì nó là cái file đúng không? Việc kích vào thì là cái mặt chức năng ở trong cái biểu tượng file hay là biểu tượng Office của 2007 nó là tương tự nhau. Về mặt chức năng thì các phiên bản nó hoàn toàn tương tự như nhau. Chúng ta chỉ cần họ nắm vững một phiên bản, chúng ta sử dụng tốt các phiên bản còn lại. 2010 sang 2013 này. Đấy, các bạn 2013 giao diện nó lại khác một chút đúng không? Vẫn nút home, vẫn insert, vẫn page layout đúng không? Đấy. Ừ. Đây là 2016 này. Đấy, 2013 này. 2016 này. 2016 nó cũng thế đúng không? Nó chỉ khác một chút về màu sắc và cách bố trí của giao diện. Nút home có những cái gì thì ở phiên bản 2003 nó cũng có thế, 2010 nó cũng như thế và 2007 thì nó cũng như thế. Đấy, các bạn so sánh ba phiên bản. Chỉ riêng mỗi 2003 là nó giao diện nó cũ cũ nhất, khác nhất hoàn toàn đúng không? Thì nó khó sử dụng hơn đối với các bạn mới. Còn những cái người mà cũ rồi, người ta sử dụng 2003 rồi thì người ta cũng dễ dàng sử dụng 2007, 2010 và 2013 khi mà chúng ta đã thành thạo một phiên bản nào đấy. Đây là tôi giới thiệu với cái giao diện để các bạn so sánh là nó 2007, 2010, 2013 và 2016 nó không khác nhau. Các bạn sử dụng vững một phiên bản thì các bạn có thể làm tốt, sử dụng tốt các phiên bản Word còn lại. Mà trong bài hướng dẫn này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trên phiên bản Word 2010. Word 2010, đúng. Còn Word 2013 và Word 2016, Word 2007 cũng làm tương tự. Ở cái Word 2007 thì tôi đã có bài hướng dẫn rồi, đúng. Vì 2010, 2010 này, 2013 này, các bạn nhìn giao diện và 2016 nó tương tự như nhau, cho nên tôi chỉ hướng dẫn trên 2010 thôi. Còn 2013 và 2016 thì các bạn làm tương tự, đúng không? Để sử dụng một ứng dụng nào đấy hoặc để làm việc trên một ứng dụng nào đấy thì trước tiên chúng ta cũng phải khởi động ứng dụng lên, đúng không? Ví dụ tôi đang muốn soạn thảo với Word thì tôi phải mở trình Word lên. Thì khởi động nó cũng có rất nhiều cách khởi động. Khi mà biểu tượng ứng dụng của chúng ta có ở ngoài màn hình nền desktop thì chúng ta có thể kích đúp chuột vào nền hình desktop, kích nháy nhanh chuột vào nền desktop. Thứ hai mà khi mà người ta cài đặt thì chưa đưa ứng dụng ra, chưa đưa phần mềm ra ngoài màn hình desktop thì chúng ta có thể kích vào cái nút Start, tức là biểu tượng Windows, kích vào đây, đúng không? Để chúng ta khởi động một chương trình ứng dụng, khởi động một chương trình. Đến khi mà có nhanh ở đây, chúng ta phải kích nhanh ở trên hành công cụ, chúng ta kích chuột trái ở cái thì nó sẽ khởi động. Hoặc chúng ta vào cái On Program đối với Win 8. Còn đối với Win 7 thì nó làm Win 8 thì là Program, còn Win 7 là On Program. Còn Win 10 thì nó sẽ là On App. Chúng ta kích vào đây thì chúng ta tìm được cái chương trình phần mềm chúng ta cài đặt trong đây. Ví dụ tôi đang sử dụng Word thì tôi tìm đến Microsoft Office Word đó, và tôi kéo xuống Microsoft Office Word, tôi kích chuột vào đây. Đấy. Thì nó sẽ khởi động cái chương trình soạn thảo văn bản.
Word lên. Thì vậy các bạn sẽ có rất là nhiều cách khởi động Word. Thì chúng ta chọn cái cách nhanh nhất là chúng ta đưa ra ngoài lề màn hình và nháy đúp chuột trái lề màn hình thì Word sẽ khởi động lên. Đây là chương trình Word, khởi động Word của 2010. Còn đối với 2003 và 2006 thì nó không ra cái giao diện làm việc luôn, mà nó sẽ ra một cái biểu tượng như này. Đấy. 2016 và 2013 nó sẽ khi các bạn khởi động nó sẽ ra một cái giao diện màn hình như này. Thì các bạn khi đấy các bạn kích vào kích đúp vào cái nút tăng document này, hoặc là chúng ta kích đúp chuột vào, hoặc khi chúng ta kích chuột vào chúng ta chọn cái clip ở bên tay trái này. Đấy, đây là của 2006 nhé, 2013, 2013 thì nó ra cũng ra như này. Chúng ta kích đúp chuột vào panh document thì nó sẽ ra khởi động ra giao diện Word như thế này cho chúng ta để chúng ta làm việc. Ở đây là cái giao diện, chúng ta phóng to lên, đây là cái giao diện làm việc soạn thảo văn bản của Microsoft Office Word, đúng không? Thì chúng ta nhìn là giao diện chúng ta trên cái thanh tiêu đề này. Đấy, nó có tên mặc định, khi chúng ta khởi động lần đầu tiên thì nó có tên mặc định là document, đúng. Đây tôi mở lần thứ hai ra rồi thì nó sẽ là document 2. Đấy các bạn, document 1 cứ mở đây rồi. Đấy. Chúng ta phóng to cái nút. Rồi, cái nút cái này là cái nút cái dấu trừ này này. Và chúng ta cho thu nhỏ xuống thanh tab 3. Chúng ta cho tất cả chúng ta kích vào nút biểu tượng này. Đấy. Là tất cả các chương trình ứng dụng xuống thanh tab 3. Còn chúng ta muốn cho lên đây document 1 này, cô kích vào đây. Đấy. Và cái nút ô vuông này là phóng to. Phóng to cửa sổ làm việc chúng ta cho toàn màn hình. Còn cái x này là chúng ta gì? Chúng ta tắt khỏi, chúng ta thoát khỏi giao diện Word làm việc của chúng ta. Đây là cái phiên bản cái mở lần đầu tiên thì nó document 1, mở lần thứ hai nó sẽ là gì, document 2. Đấy, nó phóng to cái lúc phóng to cửa sổ làm việc ra. Trên thanh tiêu đề này là cái tên này, tên mặc định khi chúng ta chưa lưu thì nó sẽ là gì, document 2. Và khi làm việc với Word thì chúng ta phải lưu nó lại, chúng ta phải lưu nó lại đúng không, lưu nó lại. Nếu chúng ta không lưu mà chẳng may nó mất điện hoặc máy nó bị sập nguồn thì chúng dữ liệu chúng ta sẽ bị mất. Chúng ta lưu nó lại bằng cách nào? Bằng cách chúng ta ấn vào cái biểu tượng xếp ở trên nhỏ nhỏ ở trên này, hoặc chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl S, đồng thời nhấn tổ phím Ctrl, phím Ctrl là phím Ctrl trên bàn phím cộng với phím F. Đấy. Thì nó sẽ ra một cái hộp thoại cho chúng ta, hỏi chúng ta có lưu hay không. Đấy, ra hộp thoại này. Ừ, ra hộp thoại này. Vậy chúng ta khi chúng ta ra hộp thoại để cho chúng ta lưu cái bản Word của chúng ta lại thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn cái ổ ổ đĩa cứng mà chúng ta cần lưu, tránh chúng ta tránh lưu vào ổ C. Chúng ta lưu vào ổ C nó sẽ mất dữ liệu khi chúng ta bị lỗi Win và cài lại Win. Nó sẽ mất hết. Ví dụ đây tôi lưu vào ổ E chẳng hạn, thì tôi kích chuột vào ổ E đúng không? Kích đúp chuột ổ E. Tôi sẽ lưu trực tiếp trên ổ E. Nếu như lưu trực tiếp trên ổ E thì tôi sẽ gõ tên luôn ở đây. Còn nếu không tôi sẽ lưu vào một cái thư mục là bài tập thực hành Word chẳng hạn. Thì trong đây chưa có thư mục, cô sẽ tạo một cái thư mục bằng cách nhấn vào lưu folder trên bài. Thế tôi gõ là bài tập Word chẳng hạn. Rồi khi được tạo được nháy đúp chuột vào cái bài tập Word này để cho nó mở cái thư mục bài tập Word này lên. Và đây rồi sau nó mở cái thư mục bài tập Word rồi tôi sẽ lưu cái bài tập tôi làm, cái file Word tôi làm trên cái folder bài tập Word. Đấy, đây tôi gõ tên vào ví dụ bài tập 1. Tên thư mục với tên tập tin các bạn nhớ là đặt tên tiếng Việt không dấu hoặc đặt tên tiếng Anh. Rồi sau đó chúng ta kích vào nút gì? Save. Thì các bạn để ý là cái đây, cái document của tôi đã thay thành bài tập 1. Và trong quá trình các bạn làm việc, các bạn học tập thì các bạn nên lưu ý chúng ta lưu dữ liệu liên tục. Khi chúng ta đã có cái bài tập 1 ra rồi thì trong quá trình làm việc chúng ta nhấn vào nút lưu, một lúc chúng ta nhấn vào nút lưu hoặc chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl F để chúng ta lưu, hoặc chúng ta có thể nhấn vào nút file
và file chúng ta chọn này, save chúng ta lưu. Đó. Thì nó cũng tương tự như chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+S và kích vào nút trên này. Còn lưu với nội dung đấy nhưng với một cái tên khác, đúng không? Vẫn là nội dung ở của bài tập 1 nhưng với cái tên khác, thì chúng ta chọn vào cái thứ hai, tức là cái save as. Đấy. Tôi vẫn là nội dung của bài tập 1 nhưng tôi lưu với tên khác, vậy tôi lưu là bài tập 2 chẳng hạn. Đấy. Thì cùng một nội dung nhưng với hai cái tên và hai cái file khác nhau, đó là bài tập 1 và bài tập 2. Lưu ý trong quá trình khi chúng ta lưu dữ liệu thì chúng ta, nếu mà chúng ta để cái mà cái đuôi mặc định nó là đuôi docx này, thì đối với các phiên bản cũ, ví dụ như phiên bản 2003, thì chúng ta sẽ không mở được, đúng không? Vậy chúng ta, nếu chúng ta muốn mở được phiên bản cũ hơn thì chúng ta chọn cái chọn xuống, chúng ta cái chọn cái kiểu lưu là lưu của 2000 Word 97 2003, thì khi đó chúng ta copy sang một cái máy tính nào đó mà nó cài phiên bản Office 2003 thì file của chúng ta vẫn mở được bình thường. Vậy chúng ta sẽ chọn Word 97 2003 để chúng ta lưu. Đấy, và thì bây giờ cái bài tập của chúng ta không phải là đuôi doc nữa, mà là không phải đuôi doc x nữa, mà là đuôi gì? Doc, không? Đấy là cách cách lưu dữ liệu, đúng không? Vậy khi chúng ta lưu thì cái không còn là cái tên mặc định là document 1, document 2 nữa, mà là cái tên do chúng ta lưu. Còn nếu chúng ta muốn đặt cái chế độ lưu tự động trong Word thì chúng ta sẽ vào cái biểu tượng file này. Chúng ta kích vào cái option. Chúng ta vào cái save. Rồi đây chỗ này là chúng ta này, save auto recover này. Đấy, đặt chế độ lưu tự động ở đây. Đó, lưu 10 phút, 5 phút, 9 phút chúng ta sẽ đặt ở đây là chế độ lưu tự động. Khi mà đặt chế độ lưu tự động một lúc nó lại lưu, một lúc lại lưu thì nó quá trình lưu loát nó hơi chậm một chút, đúng không? Chúng ta có thể đặt chế độ lưu tự động trong đây. Đây là cách lưu lưu văn bản mà chúng ta có. Khi lưu rồi thì cái thanh tiêu đề chứa cái tên chúng ta lưu, đúng không? Cái nút biểu tượng nhanh, ví dụ như là nút new này, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể lấy thêm ra, đúng không? Open này, mở này, đấy, mở một file ra này. Khi tôi đang làm bài tập 2 tôi muốn mở bài tập 3 ra, đúng không? Thì tôi có thể kích vào nút open này. Đấy, để chúng tôi mở, ví dụ đây tôi mở bài tập 1. Kích vào nút open ở trên thanh tiêu đề mình đã lấy nhanh ra, thì chọn cái bài mà mình muốn mở rồi kích vào open, nó sẽ mở ra. Hoặc là chúng ta có thể vào file này, vào open này, đấy, để chúng ta mở một file đã có sẵn của Word ra. Ví dụ đấy, bây giờ chúng ta kích chọn vào cái file mà chúng ta muốn mở, cái bài mà chúng ta muốn mở, chúng ta chọn gì? Open. Đấy là cách mở. Và chúng ta có thể cho nhanh nút lưu này, đấy. Tức là khi tôi đang làm bài tập 2 mà tôi muốn làm bài tập 3 sang một cái file Word mới thì tôi có thể kích vào lưu lưu này, hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl. Đó, đây, Ctrl. Đấy, ấn vào lưu tập hồi như đấy. Đấy nó sẽ tạo ra một cái file Word mới là document 3 tên mặc định. Cái tên này là chúng ta chưa lưu, nó sẽ tên mặc định là document 3. Hoặc là chúng ta có thể tạo một file mới bằng cách vào nút file ấn biểu tượng lưu. Đấy. Ở đây khi ấn vào biểu tượng lưu chúng ta nhấp nhấp vào cái banh document, đúng không? Kích đúp chuột vào hoặc là chọn banh document, chọn gì? Grid, nó giống như là cái việc chúng ta mới bắt đầu khởi động cái Word 2013 và 2016, đúng không? Nhấn vào banh document, nhấn thôi, nhấn vào grid hoặc kích đúp chuột vào banh document. Thì đây, mở lần thứ tư nó sẽ ra là document 4. Đấy, chúng ta phải tắt nó đi. Tắt nó đi. Đấy, tắt nó đi. Rồi đây là cái thanh biểu tượng nhanh mà chúng ta muốn cho ra. Còn nút undo thì sao? Hai cái nút này thì sao, đúng không? À, ví dụ tôi gõ ở đây. Đấy. Thì tôi đấy, ví dụ tôi muốn đấy, cho cái biểu tượng undo với z undo ở trên trên mặt trên thanh công cụ chúng ta. Còn dưới cái thanh tiêu đề này của chúng ta là các tab lệnh, để các tab lệnh, các danh mục lệnh mà cho chúng ta soạn thảo văn bản, chúng ta định dạng văn bản nó sẽ ở trong các danh mục lệnh này, các tab lệnh này. Được chưa? Đầu tiên là cái tab home của chúng ta, đúng không? Đấy, là chứa các định dạng về
phông chữ, về cỡ chữ, về kiểu chữ, các định dạng về đoạn văn bản. Còn ở thanh sườn này, chuột để chúng ta kéo, chúng ta giữ, và chúng ta phải lăn con chuột giữa chúng ta kéo. Đấy. Và chúng ta phải kích này, chúng ta di chuyển lên, kích mũi tên này để di chuyển xuống, di chuyển xuống. Và cái vùng này, vùng làm việc trắng này là vùng chúng ta để chúng ta soạn thảo văn bản. Chúng ta có thể thanh dưới cùng này, chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ cửa sổ soạn thảo văn bản chúng ta. Đấy. Được. Nó ở chỗ dưới, thanh dưới này. Và chúng ta có thể kích vào dấu cộng, dấu trừ để phóng to, thu nhỏ cửa sổ làm việc. Còn trên đây là thanh thước. Cái thanh thước này chúng ta có thể cho hiển thị nó ra hoặc là tắt nó đi bằng cách chúng ta vào cái tab view, tab lệnh view. Chúng ta kích vào tab lệnh view. Đấy. Bỏ nó đi thì nó ra mất thanh thước, kích chọn vào thì nó gì? Ra thanh thước để chúng ta căn chỉnh lề cho dễ. Ví dụ đây thì tôi dùng thanh thước căn chỉnh lề nhé. Tôi. Căn chỉnh kéo chữ đó hiện. Khi tôi kéo ra này là chữ của tôi đã viết ở trên lề vậy. Đấy. Đấy, dùng thanh thước, đấy là công công cụ của thanh thước. Thanh thước sao chúng ta dùng để sử dụng phím tab, sau chúng ta sẽ học. Và để làm sao để gõ được tiếng Việt, đúng không? Đây là nơi soạn thảo văn bản chúng ta muốn gõ tiếng Việt. Thì trước tiên để gõ tiếng Việt chúng ta phải cài đặt cái bộ gõ tiếng Việt, phần mềm gõ tiếng Việt. Bây giờ phần mềm thường sử dụng đó là Unicode, phần mềm Unicode. Khi cài ra thì nó sẽ có biểu tượng ở dưới thanh tab 3 của chúng ta. Nếu các bạn mà nhiều thì nó sẽ chúng ta phải kích vào cái mũi tên nó hiển chữ V ở trên đây. Kích chuyển sang chữ V, còn không thì nó sẽ ở ngay, chúng ta kéo nó xuống đây thì nó sẽ ở ngay dưới thanh tab 3. Còn không, bạn nào không có thì chúng ta phải kích vào chữ V, nó nổi lên đây. Chúng ta phải chuyển cái biểu tượng này thành chữ V, đúng không? Thì mới viết được tiếng Việt. Vậy khi tôi biểu chuyển biểu tượng bằng chữ V mà vẫn không viết được thì sao? Ví dụ đây tôi mở hộp thoại như này. Mở, nháy đúp chuột để mở hộp thoại gõ tiếng Việt lên. Gõ mà ví dụ đây tôi để đây là Việt Nam Tha. Tôi đóng nó lại. Đúng. Chữ của tôi biểu tượng vẫn là chữ V nhé, nhưng khi tôi gõ xem có được tiếng Việt không. Đấy, nó sẽ bị lỗi, đúng không? Vậy thì khi biểu tượng của các bạn là chữ V ở đây rồi mà gõ nó vẫn bị lỗi như này thì các bạn phải chuyển mở đúp, kích đúp chuột để mở hộp thoại ra và về cái chuẩn là Unicode và gì kiểu gõ là T-Lex, bảng mã Unicode và kiểu gõ là T-Lex. Rồi đóng nó lại. Khi này thì gõ tiếng mới gõ được gì? Tiếng Việt. Soạn thảo văn bản thì chúng ta nên để về cái phông chuẩn và cỡ chuẩn. Phông chuẩn và cỡ chuẩn bây giờ quy định nó là phông Times New Roman. Để vào đây chúng ta kích vào cái tab Home này. Đấy. Công tham New Roman và cỡ chữ 13 hoặc 14. Cỡ chữ 13 14. Thì bằng cách khi mà chúng ta soạn thảo văn bản xong, đúng không? Thì chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ văn bản. Ví dụ tôi ấn ca tổ hợp phím Ctrl A để bôi đen toàn bộ văn bản. Chúng ta kích vào cái tham New Roman, kích vào cái biểu tượng phông chữ này. Đấy, kích vào đây. Chúng ta chọn phông tham New Roman. Chúng ta kích chữ TI thì nó sẽ lên tham New Roman. Và cỡ chữ 13 hoặc 14 nó kích chuột xuống, tôi chọn chữ 14. Còn nếu ai muốn để 13 thì chúng ta để chuột như này, chúng ta gõ chữ 13 trên bàn phím. Đấy là định dạng phông chữ, còn màu chữ, đúng không? Chữ đậm, chữ nghiêng. Đó thì tôi chúng ta bôi đen cái chữ mà cái đoạn văn bản hoặc cái câu hoặc cái chữ chúng ta muốn cho đậm, chúng ta kích vào chữ B hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl B. Kích vào chữ B một lần nữa thì nó bỏ đậm, đúng không? Nghiêng, đúng không? Kích vào cái nghiêng lần nữa, chữ y nghiêng lần nữa thì nó bỏ y nghiêng, hoặc chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl y. Còn chữ gạch chân thì chúng ta kích vào chữ u, đúng không? Kích vào lần nữa thì bỏ chế độ gạch chân, hoặc chúng ta nhớ nhấn tổ hợp phím Ctrl u. Nếu chúng ta muốn để cả đậm cả nghiêng thì chúng ta kích vào cả ba cái đậm, nghiêng và gạch chân. Đó. Còn chữ gạch ngang chân, đấy, chúng ta bỏ đi, chúng ta lại kích lại chữ gạch ngang chữ, gạch ngang chữ này. Đấy. Còn chữ viết chỉ số trên, chỉ số dưới, đúng không? Ví dụ tôi này, nó viết chỉ số trên này, chỉ số dưới, thì chúng ta kích vào cái x2 dưới. Tôi, chúng ta kích lại một lần nữa để cho nó bỏ chỉ số dưới đi, đúng không? Tôi, kích chỉ số trên, đúng không? Tôi, đấy, định dạng chữ, hoặc chúng ta có thể mở rộng cái hộp thoại công cụ này ra. Đấy, định dạng chữ
Ngoài định dạng phông thì chúng ta ở hết hộp thoại. Phông là chúng ta bằng cách kích vào cái mũi tên này, chúng ta mở rộng hộp thoại ra, chúng ta có thể bò đi này. Để các định dạng chữ này, gạch ngang chữ này, đấy, chỉ số trên chỉ số dưới trong công cụ đó, ở chỗ hai cái này đúng không, hiệu ứng của chữ này đấy, các bạn có thể hiệu ứng của chữ này. Được chưa? Màu chữ đúng không, màu chữ đây, màu chữ này chúng ta chọn màu chữ này ở đây, hoặc là đây chúng ta cái chế độ giãn chữ này, thường là để chế độ normal nhé, giãn chữ này, các bạn nhìn cái chữ nó giãn ra này, đấy, chữ nó dày lại này, chữ nó giãn ra này, và chữ nó có thể chế độ bình thường. Ở khoảng cách của chữ và tất cả các ký tự định dạng chữ nó ở hết ở hộp thoại phông. Còn đây là ở ngoài hộp thoại, bên trên công cụ này nó đưa một số lệnh nhanh cho chúng ta sử dụng. Đấy. Còn màu chữ chúng ta cũng phải bôi đen cái đoạn văn bản để chữ chúng ta chọn gì, màu chữ. Đấy. Còn màu lèn thì chúng ta vào chữ cái A nhỏ AB này, chúng ta chọn màu lèn, màu lèn, nó bôi màu lèn. Đấy. Rồi, và chúng ta muốn loại bỏ màu lèn ra, chúng ta bôi đen lại, chúng ta chọn một cái low color này. Đấy, bỏ màu lèn. Đấy, cấm màu chữ cỡ chữ đúng không? Còn chúng ta cho chữ to dần nhỏ dần, chúng ta có thể chọn nhanh gì đây. Đấy, nhanh cái công cụ này. Đấy, khi là chúng ta thấy tùy ý thì chúng ta thôi đấy. Tôi lại nói tóm lại là tất cả các định dạng chữ thì ở hộp thoại công cụ phông chữ. Còn định dạng đoạn văn bản thì sao đúng không? Ví dụ như này, tôi sẽ mở một cái trang văn bản ra để chúng ta hình dung về định dạng đoạn văn bản và định dạng trang văn bản. Trong văn bản thì chúng ta có định dạng chữ, định dạng đoạn và định dạng trang. Ví dụ tôi sẽ mở một cái file Word ra để chúng ta hình dung cái việc định dạng đoạn văn bản. Đây ví dụ chẳng hạn như này, tôi sẽ copy cái đoạn văn bản của file khoa học giáo trình khoa học máy tính sang cái bài tập 2 của tôi, thì tôi bôi đen này, bôi đen cái đoạn văn bản muốn copy. Ví dụ đây, tôi bôi đen đoạn văn bản muốn copy, nhấn tổ hợp phím Ctrl C, tổ hợp phím Ctrl C, hoặc là chúng ta kích chuột phải chúng ta chọn copy đấy, copy, hoặc là chúng ta chọn cái copy ở trên thanh công cụ Home thì chúng ta chọn copy. Rồi. Tôi để cái này xuống nằm xuống thanh cấp 3 và tôi copy sang cái bài tập 2 của tôi, mở cái bài tập 2 lên, nhấn tổ hợp phím Ctrl V, tổ hợp phím Ctrl V trên bàn phím, hoặc chúng ta nhấn vào cái paste trên thanh công cụ. Đấy, cái paste trên thanh công cụ. Hoặc chúng ta kích chuột phải chúng ta chọn paste. Đấy. Đó là những cách, vậy tôi nhấn paste trên thanh công cụ này. OK. Hoặc chúng ta nhấn cổ phím Ctrl V. Các cách đấy đều được. Đây là chúng ta có ba đoạn văn bản đúng không? Vậy chúng ta định dạng đoạn văn bản là định dạng như nào? Chúng ta định dạng cái khoảng cách giữa đoạn văn bản với nhau, định dạng các dòng với nhau, định dạng gì thủ đầu dòng như thế nào đúng không? Ví dụ tôi sẽ định dạng đoạn văn bản bằng cách là chúng tôi vào cái Batagraph này. Đấy, vào cái Batagraph. Nó kích vào Batagraph. Vì tôi đang định dạng cho cái đoạn này. Đúng không? Tôi kích vào Batagraph, nó mở điện thoại Batagraph lên, được chưa? Cái before này là định dạng cái đoạn này cách so với cái đoạn trên, các bạn nhìn để ý ở cái view cho chúng ta thử nhé, cách so với đoạn trên rồi. Cái after này, đấy. Và cái after là cách khoảng cách so với đoạn bên dưới đấy. Cái đoạn này nó thay đổi này. OK. Thường thường chúng ta sẽ để mặc định là gì? Auto, đấy là như thế. Để mặc định là auto. Còn cái khoảng cách line spacing này nghĩa là khoảng cách
các dòng, tức là giãn dòng thường sẽ để chế độ là 1.5 line. Đó. Ok, các bạn nhìn này. Ok, đấy, khoảng cách. Hoặc là chúng ta có thể chọn nhanh, chúng ta bôi đen toàn bộ. Chúng ta chọn nhanh cái khoảng cách giãn dòng ở đây. Chế độ sinh này. Đấy, chế độ 1 1,15 này, chế độ 1.5 này. Đây là cái chế độ mà chúng ta thường sử dụng. 1.5 line. Đấy. Còn thụt đầu dòng, đúng không? Thụt đầu dòng đoạn văn bản thì chúng ta cũng mở một thoại Patagraph lên cái tại cái mục cái special này. Cho chúng ta chọn cái first line. Đấy, đây chúng ta có thể điều chỉnh, các bạn nhìn cái view bên dưới chúng ta môi chúng ta điều chỉnh này. Đấy, thụt này. Đấy, được chưa? Ừ. Đấy, chúng ta sau chúng ta ấn set default nếu để chúng ta muốn lần sau đoạn văn bản chúng ta đều định dạng ngay, chúng ta ấn set sau chúng ta chọn nó ok, hoặc chúng ta có thể thiết lập phím tab. Phím tab, chúng ta thiết lập phím tab đây. Phím tab làm gì thì phím tab mặc định của nó này. Khi mà chúng ta không định dạng thụt đầu đoạn văn bản này, chúng ta có thể sử dụng phím tab trên bàn phím để thụt đầu đoạn văn bản. À, chúng ta sử dụng phím tab trên bàn phím, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thanh thước, à, chúng ta kéo sử dụng kéo thanh thước. Đấy. Đấy là chúng ta cách chúng ta sử dụng. Còn cái mục mà chúng ta cái đoạn văn bản này, cả cái đoạn văn bản này thụt so với lề trái, thụt so với lề phải bao nhiêu. Ví dụ thế tôi cũng kích vào cái mục thoại Patagraph chúng ta này. Chính là cái trên này của chúng ta này, các bạn nhìn này, thụt so với lề trái. Các bạn nhìn cả đoạn văn bản nó thụt so với lề trái này. Đấy. Nhìn nó thụt chưa? Còn thụt so với lề phải. Thụt so với lề phải. Đấy, đấy, các bạn nhìn cái đoạn văn bản thụt sau chúng ta ấn ok thì cái đoạn văn bản thụt sau đây là trái rồi, và không thì chúng ta có thể sử dụng nhanh thanh thước để chúng ta kéo cho nó thụt thò đấy, cho lề trái lề phải chúng ta kéo nó ra đấy, đấy là định dạng văn bản. Và có thể chúng ta để định định dạng giãn dòng 1.5 này trên này cũng được đấy, định dạng nhanh. Lề trên chúng ta có thể định dạng lề căn lề. À, căn lề đúng không? Chúng ta bôi đen toàn bộ văn bản, chúng ta căn lề, lề trái này, lề giữa này, có căn giữa này, lề phải này, lề phải này, và căn đều hai bên này. Căn đều hai bên này chúng ta thường sử dụng nhất cho văn bản để văn bản chúng ta khỏi bị thụt thò. Nếu các bạn dùng lề trái đây, văn bản chúng ta sẽ bị thụt thò này, in ra giấy nó bị thụt thò rất là xấu. Vậy chúng ta phải để lề gì? Lề căn đều hai bên, căn đều hai bên. Ví dụ đây, tôi muốn căn giữa. À, tôi muốn căn giữa thì tôi để cái dòng, tại tôi muốn căn giữa tôi nhấn căn giữa ra. À, cho chữ gì? Cho chữ đậm. Ví dụ như thế. Đấy là căn, đấy là đoạn văn bản, định dạng đoạn văn bản. Xong rồi, khi chúng ta đã soạn thảo văn bản xong rồi, chúng ta muốn in ra, đúng không? In ra thì chúng ta phải định dạng trang văn bản, trang giấy, chúng ta định dạng in ra trang giấy phổ bao nhiêu, lề bao nhiêu, đúng không? Kích thước lề trên này, dưới là trái là phải là bao nhiêu đơn vị. Thường chúng ta sẽ để về chế độ là cm, chúng ta sẽ để chế độ là cm hoặc mm để định dạng lề, hoặc để đổi đơn vị đo trong xăng trong vuốt. Mặc định của chúng ta là khi mà các bạn chưa đổi thì nó sẽ chế độ inch, còn khi đổi rồi thì nó sẽ về chế độ cm hoặc mm cho chúng ta đổi. Ví dụ để đổi đơn vị trong vuốt này, đúng không? Thì chúng ta kích vào cái biểu tượng File Option, chúng ta vào cái mục Advanced, chúng ta kéo xuống vào cái mục Display, mặc định của chúng ta cài ra nó sẽ là chế độ in như này, ví dụ OK. Đấy, khi chúng ta định dạng lề chúng ta sẽ vào Page Layout, chúng ta vào cái Margin và chọn Custom. Đây, đây mặc định các bạn đổi in thì tôi yêu cầu các bạn là 2,5 cm, các bạn gõ như này. Như này là sai, chúng ta kích OK nhé. Đấy. Nó sẽ không về cm đâu, các bạn nhìn này. Đấy, nó vẫn là cái này này. Đấy. Để đổi đơn vị đúng không? Chúng ta đổi có cách đổi đơn vị trong Word, chúng ta lại vào lại cái file, vào cái option, chúng ta chọn, chúng ta kéo xuống, chúng ta đổi về chế độ gì? cm. OK. Thì khi này chúng ta sẽ định dạng, đúng không? Vào page layout, margin. Này chúng ta định dạng cái này tôi chỉ để 2 thôi,
Ta sửa nó thành hai, lại hai, đúng không? Rồi là lề trái, lề phải của tôi chỉ để hai thôi. Ví dụ thế. Được chưa? Đó là cách lề. Thì nó cách sẽ lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải là do chúng ta gõ vào trong đây. Còn in khổ, in ra khổ giấy, đúng không? Đây là khổ dọc, dọc tờ giấy. Còn in ngang tờ giấy chúng ta chọn thế này. Đấy, in ngang. Chúng ta in ngang khổ A, A4 đúng không? Đấy, in ngang. Và chọn khổ giấy tôi muốn in ra khổ A4 này, tôi chọn này, kéo xuống, thường thường nó mặc định là cái letter nhá. Các bạn kéo xuống, các bạn chọn khổ A4. Rồi. Ok, khi thiết lập khổ giấy xong thì chúng ta nhấn thì ok, nếu mà chúng ta kết nối với máy in thì nó sẽ cho chọn chúng ta là in, tại vì máy của tôi là không kết nối với máy in, nó sẽ in là một bảng, hai bảng, ba bảng. Chúng ta sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi chúng ta thích gì? Ok. Ok, phần trăm tôi để lại để 100%, họ đẹp 100%. Ta nhìn rõ. Và trước khi in ra giấy, chúng ta sẽ in thử. Chúng ta view thử ra. À, bằng chúng ta sẽ cho cái nút view thử lên đây. Đấy. Chúng ta cho cái nút view thử lên. In. Đấy, đây, chúng ta in văn bản, chúng ta in ra giấy nó sẽ có hình hình dạng như này. Chúng ta cảm thấy mà lề nó hơi rộng quá hoặc hơi hẹp quá, chúng ta sẽ chỉnh lại lề. Đấy là cái nút Frame View và in thử, hoặc chúng ta có thể kích vào đây, chúng ta chọn cái nút Frame này. Đấy thì nó cũng cho cái chúng ta cái Frame View để in thử trước khi xem. Đây là in này, chúng ta in ra giấy này. Đấy, chúng ta in in trực tiếp luôn ra giấy luôn. Này chúng ta nhìn thử như đây. Chúng ta xem sao, chúng ta xem thử nhé. Chúng ta trước khi in, là cả định dạng tra văn bản, định dạng đoạn văn bản và định dạng chữ. Còn ngoài cái văn bản, ngoài khổ A4, ngoài tờ giấy chúng ta, ngoài chèn chữ ra, chúng ta còn chèn rất nhiều các thứ khác vào chữ. Ví dụ như là chèn chia cột văn bản này, đúng không? Chèn các đối tượng vào văn bản như nào này, đúng không? Ví dụ chia cột cho văn bản này, chia cột cho văn bản này, đánh số tự động cho văn bản này. Ví dụ cái này tôi muốn chia thành hai cột. Ồ, tôi muốn chia thành hai cột thì tôi bôi đen cái đoạn văn bản của tôi muốn chia nó giống như cái tờ báo của chúng ta xem báo, chúng ta phân thành hai cột đấy, đúng không? Chúng ta vào cái bét layout, chúng ta vào cái mục column, to column này, hoặc chúng ta kích xuống cái more column này, và chúng ta chọn ví dụ hai cột và sử dụng dấu ngăn cách, chúng ta dùng kích vào cái line để ok, văn bản chúng ta đã được chia thành hai cột, đúng không? À, chúng tôi muốn cho cái chữ cái to đầu đoạn văn bản, đúng không? Giống như cái tờ báo nó cho chữ cái to, chữ cái này hai dòng ba dòng, đúng không? Thì chúng ta cũng để chuột tại cái đoạn văn bản chúng ta muốn cho chữ cái to đầu dòng, chúng ta kích vào cái insert, cái phần tab insert, chúng ta vào một cái drop tab này. Đấy, tôi muốn cho ba dòng đấy, đấy. Và chúng ta kích hẳn vào cái drop các option này, chúng ta chọn thằng này, chúng ta gõ số dòng, tôi muốn cho hai dòng để hai, ok. Đấy. Cho chữ cái to ở đầu đoạn văn bản, chia cột của một đoạn văn bản, còn đánh số tự động trong văn bản, đánh số tự động trong văn bản. Ví dụ tôi muốn đánh số tự động cho văn bản một, đúng không? Rồi Enter thì nó không xuống nhưng mà định dạng tự động hai luôn, đúng không? Vậy thì tôi để muốn đánh số tự động thì tôi sẽ kích vào cái và tab home, vào cái biểu tượng này, số tự động này, kích vào bên đây một, nó chưa được, chúng ta kích lại như trên này nhé, một này, hai, chúng ta gõ. Còn để thay đổi đúng không, tôi không muốn để 123 nhỏ mà tôi muốn để 123 5 mã, chúng ta lại bôi đen vào, chúng ta chọn lên đây. Đấy, chúng ta chọn số la mã ABC đấy, và Y đúng không? Hoặc là chúng ta thay đổi ký tự, đánh dấu dạng ký tự đấy, ta chọn ở trên này đúng không? Tab Home để đánh số tự động vào khoảng mục trong văn bản. Còn ngoài cái chia cột trong văn bản này, chúng ta còn sử dụng bảng biểu, chúng ta còn chèn bảng biểu vào văn bản đúng không? Chúng ta sử dụng bảng, chèn bảng vào văn bản, chèn hình vào văn bản, đánh số tự động này, chèn
các đối tượng của văn bản là bảng biểu, tôi sẽ nói sau nhé, kèm hình ảnh này, kèm biểu đồ này, kèm công thức toán học này, đúng không? Ngoài ra, ngoài ngoài chữ cho văn bản ra, chúng ta còn kèm hình ảnh chúng ta kích vào insert, chúng ta chọn picture, đúng không? Chúng ta kèm ảnh. Tôi sẽ kèm một cái ảnh, ví dụ đây, tôi sẽ chọn cái ảnh chúng ta muốn kèm. Ví dụ như insert là vào đấy, kích thước tôi muốn co kích thước của lại, chúng ta kích những tên chúng ta co nó nhỏ lại, điều chỉnh nó nhỏ lại đấy, hoặc là chúng ta muốn cái phóng nó to ra đấy. Đấy là chèn ảnh, chúng ta có thể định dạng ảnh này, và chúng ta có thể cắt nó đi này đấy, cắt nó đi vào này đấy, được chưa? Đấy là chèn ảnh. Còn chèn ảnh có sẵn của Word thì chúng ta kích vào clip art này, nó kích vào clip art, nó ra hộp thoại. Rồi chúng ta chọn go, chúng ta kích vào nút go. À, chúng ta sẽ chèn, chúng ta sẽ chọn hình ảnh nó chèn, chúng ta chỉ được kích thôi. Đấy, nó sẽ chèn. Đấy. Như vậy chúng ta để vị trí, để con chuột tại vị trí chúng ta muốn chèn nhé. Đấy, đấy. Đấy là chèn ảnh có sẵn của Word từ clip art. À, thì vào cái clip art. Còn từ file ảnh chúng ta thì vào picture. Còn vẽ hình ở trong Word, đúng không? Ví dụ tôi muốn vẽ hình trái tim hoặc là hình hình này chẳng hạn. Hình này chẳng hạn, chúng ta kích vào cái hình chúng ta muốn vẽ, chúng ta kéo và giữ chuột, vừa kéo vừa giữ chuột đấy, nó sẽ được hình. Còn tâm muốn viết chữ vào cái hình này thì chúng ta kích chuột phải, chúng ta chọn e áp text để chúng ta gọi. Đấy, tôi là cái gì đó chúng ta gõ vào, đúng không? Còn định dạng cái hình này này, hiệu ứng cho hình này. Đấy, các bạn hiệu ứng cho hình này, các bạn vào cái, các bạn nhân nếu nếu ở chỗ khác chúng ta sẽ không nhìn thấy cái định dạng, chúng ta phải kích vào cái hình này, chúng ta nó sẽ cái phần format ra, rồi chúng ta phần vào cái phần ở dưới này chúng ta định dạng. Đấy, chúng ta định dạng đổ bóng đổ viết cho cái hình chúng ta vẽ vào. Còn 3D thì chúng ta phải phần cái phần 3D đấy, tất cả đúng không? Ở phần format của hình thì chúng ta để vào chế độ mặc định như này. Đây là phần định dạng cho hình, nhớ kích vào nhé, chúng ta kích vào cái đối tượng mà chúng ta muốn định dạng thì nó mới hiển thị ra cái format. Đấy, cho dù ta kích vào format rồi chúng ta sẽ định dạng. Còn đây là xoay này đấy, nó sẽ điều chỉnh theo ý muốn của chúng ta nhé. Còn cái vẽ biểu đồ thì chúng ta cũng sử dụng cái set mà chúng ta vẽ thôi. Nếu vẽ biểu đồ theo ý của chúng ta có thể sử dụng cái set để chúng ta vẽ, tự vẽ hình vuông ra đấy. Rồi từ hình vuông tôi định dạng màu cho hình vuông, rồi tôi copy con chữ C, con chữ V, copy rồi vẽ cái hình lối, đúng không? Vẽ chúng ta để vẽ mũi tên để lối giữa các hình với nhau đấy. Rồi ví dụ lối với hình tròn chẳng hạn, chúng ta kích vào cái hình tròn, chúng ta vẽ hình tròn. Đấy là cách vẽ biểu đồ ở trong Word. Còn nếu chúng ta sử dụng biểu đồ có sẵn của nó thì chúng ta vào cái Smart này. Đây là các biểu đồ có sẵn của Word, chúng ta có thể lựa chọn. Ok, ví dụ tôi chọn biểu đồ này. Ok đấy, thì chúng ta chỉ việc gõ chữ vào thôi, chúng ta giữ chuột chúng ta kéo nhấc vào xuống, nhấc cái biểu đồ này xuống, nhấc vào đi xuống, nhấc cái này ra, chúng ta giữ chuột chúng ta nhấc vào ra, đây chúng ta gõ chữ vào đây ra cái biểu đồ có sẵn của Word. Thế ngoài chèn biểu đồ, chèn ảnh đúng không, thì chúng ta có thể chèn các ký tự đặc biệt, chèn các ký tự đặc biệt vào đây, đấy, các ký tự đặc biệt vào đây. Ví dụ chúng ta kích vào more symbol đấy, chúng ta ví dụ ở ký tự đặc biệt thì chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn phần cái mục wedding này này, thì nó có những ký tự đặc biệt như hình ngón tay, hình cái kéo, hình cái kính, hình mặt cười, hình phong thư, thì nó ở mục wedding, ở mục phone wedding chưa, chúng ta kích vào insert còn lâu thì nó chèn vào cho chúng ta này. Đấy, chọn vị trí muốn chèn, các bạn nhớ chèn thì các bạn chọn vị trí muốn chèn, tôi muốn chèn ở chỗ này chẳng hạn. Đấy, tôi kích vào. Đấy, khi chúng ta chèn một lần rồi nó sẽ có đây, chúng ta chỉ cần kích nhanh vào đây thôi đấy. Được. Còn chèn công thức toán học
Thì đây tại cái bản này của tôi là 2000 nó là doc cho nên không sử dụng được cái công thức này, chúng ta phải tạo một cái mới ra nhá. Thì nó mới cho chúng ta sử dụng chèn công thức toán học. Rồi, đây, chúng ta phải insert này. À, chèn công thức toán học này. Nó phải đuôi mặc định của nó là doc x thì chúng ta mới chèn được công thức toán học nhé. Còn phiên bản 2003 mà là đuôi chấm doc thì là không chèn được công thức toán học. Với phiên bản cao hơn đâu mà chúng ta chèn sẵn mà, chúng ta lấy sẵn mà chúng ta chèn, hoặc là chúng ta chèn từng biểu tượng một đó, thì chúng ta vào cái insert này, view mới này. À, chúng ta gõ lại thôi, chúng ta đếm thằng này đi, đếm thằng này đi, insert. New. À, chúng ta sẽ gõ đúng không? Ví dụ đây. Đấy, tại x trên đi chúng ta để con chuột điện tử chúng ta gõ. Đấy, đi. Rồi chúng ta nên lưu ý là chúng ta sẽ chọn cái dạng tổng quát trước, rồi xong chúng ta mới gõ chi tiết cụ thể. Cái dạng mũ này. Đấy là cách chúng ta chèn công thức toán học vào trong văn bản. Còn cái quan trọng nhất mà chúng ta khi chúng ta soạn thảo văn bản chúng ta thường làm đó là chèn bảng biểu vào trong văn bản. Thì cái trang chèn bảng biểu này như thế nào, đúng không? Thì để chèn bảng vào trong văn bản chúng ta vào insert, chúng ta rồi. Đấy, bảng này chúng ta tiếp xuống chúng ta có thể kéo chuột, chúng ta di chuột để chúng ta chọn cái số bảng mà chúng ta muốn chèn vào, ví dụ như này đấy. Rồi chúng ta ghi xuống, chúng ta ấn, chúng ta kích chuột trái một cái thì nó sẽ ra cái bảng biểu. Cách thứ hai là chúng ta cũng vào insert đó, chúng ta chọn và chúng ta kích vào nút là insert table, chúng ta gõ thì văn bản chúng ta có bốn cột đúng không, năm hàng, chúng ta gõ bốn năm, ok đấy, bốn cột năm hàng. Còn nếu ví dụ chẳng hạn thiếu chẳng hạn đúng không, thiếu đây tôi có 1 2 3 4 4 cột đúng không, và tôi muốn vẽ thêm, các bạn quay ra nha, tôi phải lẫn đây đây kéo bây giờ nhanh đấy. À, 1 2 3 4 5 6 tôi có 7 cơ đúng không, tôi thiếu thì tôi có thể là kích chuột phải và để chuột, kích chuột trái tại cái ô này, lấy out rồi đi. Đấy, vào cái table này, vào phần design. Khi kích vào bảng nhá thì nó mới hiển thị cái table tool, và chúng ta vào phần layout, chúng ta thêm thêm à, chúng ta thêm cột ở bên trái. Thì đây là à, thêm cột bên trái của TT này chẳng hạn, mình tôi kích thêm. Đấy, thêm cột ở bên, tôi xin lỗi đây, thêm cột bên phải. Còn thêm của bên trái sẽ là này, insert left. Đấy. Thêm hàng đúng không, thêm hàng này đấy. Đó. Chúng ta thêm nhiều hàng chúng ta bôi đen từng đấy hàng, còn chúng ta thêm một hàng để chuột tại đây. Thêm hàng trước nó, ví dụ đây thêm cái hàng đằng sau cái hàng này thì kích dưới, còn thêm một cái hàng đằng trước cái hàng đấy, trước chữ hàng y này. Đấy, để chuột tại cái hàng muốn thêm ta kích vào nút tại là cái này, insert. Còn để gộp đúng không, tôi muốn gộp hai cái ô này thành một ô thì tôi bôi đen hai cái ô này vào, tôi ấn vào merge gộp ô. Đấy, tôi ghi là sản phẩm chẳng hạn. Giờ cho ô nó rộng ra đúng không, chúng ta chọn toàn bộ cái ô này chúng ta muốn cho nó rộng ra đúng không, chúng ta kích cái hai này đấy. Cho nó rộng ô ra được chưa, căn này lề của tôi cái sản phẩm tôi muốn ở giữa ô cơ, nó không thể ở ở trên mép này được đúng không, thì các bạn lại kích sang cái tab ra này, tôi xin lỗi vẫn ở tab này, chúng ta chọn này vẫn là cái layout nhé, cái layout chúng ta chọn này giữa ô. À, các nhìn thấy là giữa ô chưa, ok ở trên đỉnh này top này đấy, các bạn nhìn này bên phải này. À, cái chúng ta phải căn ở gì giữa ô đấy.
Rồi tôi muốn gộp hai cái hàng này là một đúng không, hai cái ô này, tôi bôi đen hai ô này gộp nó thành một đấy. Và khi tôi không muốn gộp nữa thì tôi lại kích vào cái tôi không muốn gộp nữa thì làm nào đúng không, thì tôi lại phải bôi đen, tôi bỏ cái mơ đi này đi, à cái này không cho bỏ giống như Excel. Làm thế nào đúng không, nó không cho bỏ thì chúng ta phải làm như nào để chúng ta lại được về các ô như ban đầu, thì bằng cách chúng ta lại vào insert, chúng ta vào này, chúng ta dùng cái này để ra này, sau chúng ta vẽ đấy. Đấy, thì nó lại về gì như cũ được chưa, đấy là gộp gộp ô gộp cột trong Excel, à trong tôi xin lỗi trong trong bảng của Word, thoát đi nhá, đang ở chế độ cái bút chì đấy nhá, chúng ta sẽ không làm gì cả, chúng ta ấn nút thoát đi, ấn nút thoát trên bàn phím ESC trên phím đấy, thì nó để chúng ta thao tác với bảng. Bây giờ chúng ta muốn định dạng cái đường viền, cái đường định dạng đường cho bảng, ví dụ đường bên ngoài là đường nét liền, bên trong là đường nét đứt, và màu cho đường hoặc là màu nền thì chúng ta làm như nào, hoặc là ẩn cái đường 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 nền đi, đường viền đi đúng không, thì chúng ta làm như nào, ví dụ chúng ta sẽ vào là cái chúng ta chọn, chúng ta kích chuột phải vào cái đấy, kích chuột phải cái mũi tên mũi chiều, chúng ta chọn cái table property đấy, hoặc là chúng ta chọn vào cái layout, chúng ta chọn cái property này đấy. Rồi chúng ta sẽ vào cái mục border and đây này. Ở đây ví dụ tôi muốn cái đường này của tôi là màu xanh đúng không, thì tôi chọn đường viền này, tôi chọn màu xanh này, đậm một chút, tôi chọn cái chỗ đậm này đấy, đậm một chút rồi tôi muốn cái bên trong này của tôi là chấm chấm hoặc gạch gạch này, tôi chọn cái gạch gạch này, bỏ cái này đi nhá, bỏ đi, tôi chọn cái bên dưới đấy, tôi chọn cái đường bên dưới, sau đó tôi mới cho nó màu màu vàng này này đi, rồi tôi mới kích đây đấy, đấy là màu màu của đường viền table đúng không, chúng ta ok chúng ta nhìn thử nhá, ok đấy các bạn nhìn thấy chưa. Ồ, nó lóa mắt quá đúng không? Mình sửa lại. Màu vàng nó lóa mắt quá thì mình sửa lại. Được chưa? Thì cái đường này tôi không cho màu vàng nữa, mình cho màu xanh này đi. Đấy, tôi kích lại vào đây. Đấy, cho màu xanh. Ok. Ok. Đấy. Còn cái chữ sản phẩm này tôi muốn tô đậm cái lèn này sản phẩm này lên, đúng không? Tôi muốn tô đậm cái chữ lèn cái chữ sản phẩm này lên thì làm thế nào? Đó vào cái Probability, chúng ta vào cái phần này, chúng ta vào cái shape, chúng ta cho màu của nó không chữ ít, tôi cho màu vàng đi, ok. Ok, đấy. Vậy nền của tôi đã màu vàng. Và chữ tôi cho màu xanh. Là tôi bôi đen cái chữ tôi vào cái tab home. Tôi chọn màu chữ. Màu xanh. Ok, và đậm. Đậm một chút. Đấy. Đấy là màu nền. Còn bỏ đi chúng ta lại thao tác tương tự đúng không? Chúng ta bôi đen. Chúng ta vào cái layout. Chúng ta vào cái property. Chúng ta vào cái order đúng không? Chúng ta bỏ nó đi, lâu đi, ok. Đấy. Còn khi nào mà mình muốn không hiển thị cái đường viền, tức là cái đường viền của table đi, khi mà chúng ta áp dụng cho cái trường hợp mà chúng ta gõ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc nhá, đấy như thế thì tôi sẽ chia thành hai cột, tôi sẽ sử dụng bảng tôi gõ đúng không, cái tiêu đề đấy tôi sẽ hai như này đấy.
Belarus là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở bên này. Con chữ X, con chữ V xem đây. Đây là công ty ABC chẳng hạn. Độc lập tự do hạnh phúc đúng không? Ừ, tất cả chúng ta sẽ căn căn như này. Được chưa? Khi này thì chúng ta muốn bỏ cái là chúng ta sau rồi toàn bộ văn bản chúng ta căn chôn A, chúng ta chọn về cái phông chuẩn của nó, cỡ chuẩn của nó, ví dụ thế. Cái tiêu đề tôi để 16 chẳng hạn. Đấy, hoặc là 14, tôi cho 14 thôi. Ừ, chúng ta viết chữ hoa thì nó đấy. Thế này thì khi này thì chúng ta phải bỏ cái đường viền này nó đi chứ không để đường viền như này được đúng không? Sau dưới này chúng ta mới lại kính gửi cái gì đấy đúng không? Là đơn đơn từ gì đó. Đấy. Đơn xin nhập học chẳng hạn. Cái này thì chúng ta phải để định dạng cái data graph, chúng ta đừng có enter đúng không, click before bao nhiêu, click up cách after bao nhiêu, ok cho nó cách ra. Ví dụ là thì cái phần này thì chúng ta phải bỏ cái đường viền nó đi, ẩn cái đường viền nó đi đúng không, thì chúng ta cũng làm tương tự này. Chúng ta vào cái phần layout này, chúng ta chọn cái property này, chúng ta cũng chọn trong cái phần border này không, chúng ta bỏ đường viền đi. Ok. Đấy, nó sẽ mất hết đường viền. Được chưa? Hoặc là chúng ta không làm thủ công thì chúng ta biết là chúng ta chọn cái border, chúng ta chọn cái lăn này. Đấy, chúng ta chọn cái bút này nó sẽ ra bo, chúng ta chọn cái này nó sẽ ra như này. Thì các kiểu của chúng ta chọn luôn cái lăn này thì nó đường viền nó sẽ tự động mất đúng chưa? Đấy là chúng ta cắt bỏ đường viền. Và chúng ta muốn xoay cái chữ sản phẩm, tôi gộp ô ở đây nhá, gộp ô. Rồi tôi có cái chữ sản phẩm như dưới, con chữ X, con chữ V. Rồi tôi muốn xoay ngang chữ sản phẩm nó ra, đúng không? Xoay nó ra, đây tôi click vào đây. Đấy, sản phẩm. Đấy, các bạn xoay xoay chữ sản phẩm. Thì bằng cách vào cái layout chúng ta vào cái biểu tượng này. Để chúng ta xoay, thấy chưa? Đây là tất cả các thao tác đối với bảng, à với còn tính toán. Ở trên bảng trên đây Trung Quốc chúng ta cũng cho chúng ta tính toán. Ví dụ đây tôi nhập là số lượng chẳng hạn. Số lượng. Rồi, định số lượng 1. Con chữ C và copy là số lượng 2. Tôi nhập vào nhé. 3. Kéo cái ô này cho nó rộng ra. Để chúng ta điều chỉnh trên này. Kéo cái ô trên này cho nó rộng ra. Để cho đủ hiển thị. Đấy. Chúng ta để chỗ thứ nhất chúng ta kéo. Đấy, chúng ta kéo nó vào. Số lượng 1, số lượng 2, 12, 45, 13, 65. Ví dụ tổng tổng của số lượng 1. Tổng cộng của cái số lượng ngày hôm thứ nhất, đúng không? Tôi để đây. Các bạn tổng cộng số lượng 1 cộng số lượng 2 đấy, ví dụ là tổng đấy, tôi muốn tổng là 2 cộng 6 là bao nhiêu, thì trong bảng của Word nó cũng cho chúng ta tính tổng. Chúng ta để con trỏ chuột tại cái ô chúng ta muốn tính tổng, chúng ta vào cái này formula này đấy, nó là sum left, tức là sum các cột ở bên trái ô, chúng ta click ok ok đấy, được chưa? Còn hăm doi là chúng ta click ở cái cột ở bên phải ô. Còn tính tổng cái hàng trước nó từ tổng cộng số lượng của ngày thứ nhất bao nhiêu, chúng ta để chuột đây chúng ta cũng biết mà. Đấy, đó là sum bar. Còn 2007 chúng ta phải gõ, chúng ta thay cái led chúng ta gõ cái bar này vào nhé. Ok. Đấy. Vậy thì trong Word cũng cho chúng ta tính tổng. Ngoài tính tổng ra nó còn tính cái gì? Để tìm max đây. Đó, max đúng không? Để chúng ta xóa cái thằng chúng ta copy cái max của tìm mắc của những dòng bên trên nó đúng không? Thì chúng ta không không để cái thông số trong đây thì nó sẽ báo lỗi cú pháp, thì chúng ta để vào đây. Đấy, ok. Đấy, lớn nhất là gì? 45. Ra cũng
hàm nó cũng tương tự giống với như các hàm ở trong cơ bản là trong Excel ở trong Word, nó cũng cho chúng ta làm việc là như thế. Đấy là đối với sử dụng bảng bảng biểu trong Word. Thì ngoài ngoài chèn hình ảnh rồi, chèn bảng biểu, chèn biểu đồ, chèn lược đồ, chèn công thức rồi, thì chúng ta còn chèn cái gì nữa đúng không? Chúng ta sẽ còn chèn một cái nữa là chèn header footer. Chúng ta có thể viết header footer, viết ở lề. Header footer nghĩa là chúng ta chèn trên lề đúng không nhỉ? Header footer. Còn cái sử dụng phím tab như nào nữa cơ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chèn header footer như nào? Đây, ví dụ giống như cái bài này này, file Word này này, các file giáo trình của chúng ta, những quyển sách chúng ta trên đề nó thường có gì, header đúng không? Header này đấy, viết ở lề trên và viết ở lề lề dưới, viết ở lề dưới đấy. Vậy chúng ta sẽ chèn vào nhé, chèn lại bằng cách là chúng ta cũng vào insert đấy, chúng ta vào header này đấy, header này trong đây trong 2010 cho chúng ta cái mẫu sẵn, chúng ta chọn cái kiểu này hoặc kiểu này tùy chúng ta. Đấy, ví dụ tôi chọn cái kiểu này, chúng ta gõ nó vào, ví dụ tôi gõ tin học văn phòng. Rồi chúng ta muốn để lề trái thì chúng ta lại căn cho nó vào lề trái thôi đấy, được chưa? Rồi xong chèn header rồi, chúng ta sẽ chèn đến footer. Đấy, nó rất kiểu này đấy, chúng ta sẽ chọn cái kiểu này. Chỗ đây là ví dụ kênh của tôi là YouTube. Rồi, xóa tiếp sang đây là xóa hẳn đi nhé. .com trên tin học tiếp, các bạn vào cái kênh này thì các bạn có thể học văn học văn phòng online miễn phí, ví dụ thế. Đấy, bây giờ tôi đã chèn được header footer vào cho văn bản. Khi mà các bạn sang trang thứ hai, ví dụ sang trang thứ hai thì cái header footer này tự động nó sẽ có. Được chưa? Đấy, chèn header footer cho văn bản. Còn sử dụng phím tab, ngoài chúng ta chia cột văn bản bằng table, bằng column thì chúng ta sẽ sử dụng phím tab để chia được cột văn bản. Ví dụ tôi dùng phím tab để tôi chia cột văn bản nhé. Đơn xin nhập học rồi đúng không, tôi sẽ gõ đơn vào đây, tôi sẽ gõ đơn vào đây đúng không? Và cái bên dưới này, bên dưới tôi sẽ để là người người viết đơn chẳng hạn đúng không? Người viết đơn thì tôi muốn viết ra bên tay trái này, tôi sẽ dùng phím tab này, phím tab đây tôi kích vào đây, tôi sẽ chuyển phím tab này về căn giữa, tôi sẽ kích vào đây, tôi nhấn phím tab trên bàn phím, nhấn phím tab trên bàn phím đấy, như đây là người viết đơn. Người viết đơn chưa? Thì chúng ta sẽ di chuyển cái tab này cho nó cái cho nó hợp lý, cái chỗ người viết đơn chúng ta hiển thị cho nó hợp lý, không thể dùng cách 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 hoặc dùng tab 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 trên bàn phím đúng không? Chúng ta chỉ cần dùng một phím tab thôi, chúng ta ấn nó ra tận phía bên phải và chúng ta để đây enter xuống nào đúng không, thì nó đang ở căn giữa này đó. Chúng ta ấn phím tab một lần nữa đấy, ví dụ tôi là Nguyễn Thị Tiếp chẳng hạn. Rồi cái này tôi sẽ chỉnh sửa cho nó đẹp đúng. Đây là tôi cho chị đọc, đấy là sử dụng phím tab, cái chức năng thứ nhất là nó như thế. Nó cho chị đọc cái chức năng thứ hai tôi cũng để sử dụng được dưới dạng cột, ví dụ đây là số thứ tự tôi đánh nhé, số thứ tự này, rồi tôi sẽ kích một phím tab. Số thứ tự tôi sẽ căn làm căn trái chẳng hạn, đây là đến họ tên, họ tên tôi căn căn trái thì tôi kích cái nút này là căn trái này đấy, tôi kích vào đây, kích như thanh thước, ấn phím tab trên bàn phím ghi họ tên đấy. Ngày sinh thì tôi ấn phím tab trên bàn phím nó sẽ ra đến ngày sinh, ngày sinh của tôi sẽ căn căn giữa chẳng hạn, thì tôi chuyển cái này tab về căn giữa, căn giữa thì kích khi chuyển cái tab đây về căn giữa tôi kích trên cái thanh thước này một cái đấy, tôi ấn phím tab trên bàn phím đấy, viết ngày sinh
Rồi. Địa chỉ căn trái đúng không? Địa chỉ căn trái tôi sử dụng cái phím tab này, căn giữa để tôi nháy đúp chuột tôi chuyển cái phím tab này căn giữa tôi kéo đây. Và chuyển cái phím tab này về căn giữa tôi bằng cách thứ nhất nháy nháy đúp chuột trên cái phím tab này để mở một thoại tab ra. Đấy, tôi chuyển cái bước tab cuối cùng này. Chuyển cái bước tab cuối cùng này về căn giữa đúng không? Kích chọn bước tab cuối cùng này. Chuyển nó về căn căn trái ra căn giữa tôi chuyển nó về căn phải. Đấy. Ok. Xét một cái ấn ok. Đây cái phím tab này về căn 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 phải kéo ra. Ấn phím tab cho bàn phím. Ví dụ địa chỉ. Đấy. Vậy khi chúng ta thiết lập phím tab của cái dòng đầu tiên chúng ta enter xuống dòng thì cái dòng thứ hai nó sẽ mặc định theo nó. Nó sẽ thiết lập tab mặc định theo. Vậy một chúng ta ấn nhấn phím tab trên bàn phím chúng ta gõ họ tên. Nhấn phím tab 12 tháng 12 năm 18 này ạ. Nhấn phím tab trên bàn phím địa chỉ Bắc Linh. Đấy. Enter chúng ta ấn hai chúng ta tab hoặc chúng ta hai là cũng gì cũng theo. Đấy. Chúng ta chỉ cần ấn phím tab trên bàn phím thôi. Đấy là công dụng của chúng ta enter xuống dòng đúng không? Đấy là công dụng của phím tab, dùng phím tab thì chúng ta cũng thể chia cột được văn bản, chúng ta có thể gõ được văn bản, đặc biệt là trong cái quá trình mà chúng ta gì để căn chỉnh trái phải giữa chúng ta sử dụng phím tab rất là dễ dàng đúng không? Nó cũng tab thì nó căn trái các bạn. Cái trường hợp mà tôi muốn cái thằng này nó là đường kẻ gạch 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 đúng không? Ví dụ tôi dùng phím tab này M1 họ tên chẳng hạn. Họ tên từ đó nhé, họ tên đó. Thì thay vì chúng ta sẽ dùng chấm 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 này trên bàn phím như này đúng không, này là rất là thủ công, thì đây tôi sẽ thiết lập phím tab, đây tôi xóa hết phím tab này đi, kéo nó xuống giữ và kéo nó xuống cho nó hết phím tab. Tôi chỉ thiết lập phím để mỗi phím tab cuối cùng, để khi tôi nhấn phím tab thì nó chạy xuống cuối cùng luôn, và trong quá trình tôi nhấn phím tab cái này nó sẽ là điền dấu chấm chấm, thì chúng ta sẽ mở hộp thoại tab lên, mở hộp thoại tab lên chúng ta chọn nếu chúng ta kích đúp ở đây nó khó khăn quá nhé thì chúng ta có thể vào cái data graph, chúng ta vào tab, chúng ta chọn cái bước tab này, chọn bước tab này chúng ta chọn chế độ chấm 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 chúng ta xét đấy ok, thì khi tôi kích phím tab cho bàn phím nó chạy ra đấy nó sẽ là gì chấm 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 có thể kéo di chuyển được cái này em mất rồi mất rồi. Con từ Z lại. Thì nó mất các bạn, con từ Z lại. Đó, chúng ta di chuyển. Được. Enter xuống dòng này. Ngày sinh. Hai chấm, nhấn phím tab. Đấy, được chưa? Đấy là cách cách chúng ta sử dụng phím tab để chúng ta soạn thảo văn bản nó có hiệu quả hơn. Rồi, xong cái phím tab rồi. Một cái tạo mục lục tự động và cách trộn văn bản, đó là hai cái tính năng nâng cao. Tạo mục lục để tự động làm gì đúng không, ví dụ đây tôi có văn bản, tôi có cái phép giáo trình này, đây là mục lục tự động tôi tạo này. Khi tôi muốn in ra cái quyển sách nó phải có mục lục đúng không, và trong trong Word thì tôi muốn link đến, tôi muốn nhảy đến cái phần các tiện ích Word, các như Word thì tôi giữ phím Ctrl tôi kích vào đấy nó sẽ nhảy đến. Đấy là cái cách tạo mục lục văn bản. Vậy để tạo mục lục văn bản tự động thì chúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta cứ xóa hết cái này đi nhé. Còn chúng ta hết. Đầu tiên thì chúng ta phải mở cái hộp thoại style lên. Đây vào tab home này, chúng ta mở style lên. Đấy. Được chưa? Hộp thoại đó. Ở bên tay trái và bên tay phải. Là tùy chúng ta. Ô tôi gõ một. Bỏ cái chế độ tự động đi. Tôi không để chế độ tự động nữa. Bỏ chế độ tự động đi. Một. Ctrl Z lại lần nữa cho nó hết chế độ tự động. Chương 1 chẳng hạn. Chương 1. Đúng không? Đó, thì tại cái chương 1 này tôi sẽ gán cái style của nó là heading 1. Style là heading 1. Đấy. Được chưa? Enter xuống dòng. Trong chương 1 này tôi có một ý một nhỏ là mở đầu. Được chưa? Trong mở đầu thì tôi có rất nhiều ý.
Hai là nội dung, ví dụ như thế. Đấy. Nội dung thì tôi có phần 2.1 là nội dung 1. Được chưa? 2.2 nội dung 2. Được. Rồi tôi sẽ sang chương 2. Đây chương 1 đây. Con chữ C. Con chữ V. Chương 2. Tôi cũng tương tự, đúng không? Có tôi xuống đây. Đấy. Nội dung 1 thì cũng có ý 1, ý 2, ý 3. Bây giờ đây là tôi để đánh một tụi tôi sẽ copy cái nội dung của bên này sang nhé. Để cho dễ thể gõ nhé. Để copy sang. Còn chữ C sao? Nội dung 1. Từ từ. Các bạn khi mà các bạn làm đâu vậy, chương 1, chương 1, chương 2 của tôi là cùng cấp, đúng không? Chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 cùng cấp thì tôi để cùng một style là heading 1. Cái này tôi cũng để heading 1 chưa? Mở đầu này. Đấy đấy, nội dung này, cái này cùng cấp tôi để là heading 2, cùng cấp nhưng lại cấp dưới của heading 1, tôi để là heading 2. Để là heading 2. Được chưa? 2.1 nó là cấp dưới, đúng không? Thì tôi lại để heading 3. Nó cấp dưới. Tôi để heading 3. Đây là cái style có sẵn. Style heading có sẵn của Word để chúng ta sử dụng để tạo một mục tự động. Heading 3. Thế chương 2 này nó heading 1 rồi. Cái này cấp dưới thì tôi lại để là heading 2, đúng không? Cái này cùng cấp thì tôi cũng để heading 2, cùng cấp với mở đầu. Tôi để heading 2. Cung cấp với mở đầu như cấp dưới của chương 2. Cái này lại cấp dưới đúng không? Thì hai cái này tôi để là heading 3. Đấy. Rồi nội dung tôi sẽ copy vào. Nội dung copy vào. Con từ C vào. Được chưa? Tôi copy nội dung vào đây. Được rồi. Cái này đúng không? Tôi mới định dạng. Cái này chưa, cái này của tôi phải chữ đậm này, có màu đen này. Vì sao? Vì nếu mà tôi nếu nếu tôi không sử dụng style, không sử dụng heading, tôi sẽ bôi đen chương 1, bôi đen chương 2, đúng không? Tôi sẽ làm lần lượt. Không, tôi đã gắn style rồi, gắn heading rồi thì tôi chỉ cần vào cái heading này thôi. Tôi chọn cái mod file này, mà tôi chọn màu đen, cỡ 14 chữ đậm, tôi sẽ cho chữ đậm này. Đó, 14 này. Ok, tôi tích vào cái nút automatic này. Ok. Đấy. Thì những cái chương mà tôi gắn hết một nó sẽ chuyển hết về màu màu đen. Ok chưa? Còn cái này mà hết anh 2 tôi lại tích vào đây. Tôi để trỏ chuột vào cái hết anh 2 tôi chọn tích vào mũi tên trỏ xuống tôi cũng chọn modify đúng không? Đây là màu đen. Cái chữ của tôi muốn là chữ nghiêng chẳng hạn thì tôi sẽ chọn chữ đậm và nghiêng. Ok, tích vào cái automatic để nó update. Ok. Đấy. Nội dung heading 3 à, tôi cũng tích chọn vào. Cái này đậm. Cái này chỉ nghiêng thôi chứ không đậm, ví dụ thế. Giờ màu cũng phải là màu gì? Màu đen. Ok. Đấy, được chưa? Phông à, cái phông này nó phông nhỏ quá đúng không? Thì tôi cho cái phông nó to lên. Đây, phông 13. Ok. Đấy. Còn cái định dạng này của tôi là sao, đúng không? Còn cái nội dung này của tôi, tất cả các nội dung này tôi áp dụng cái style là normal đúng không? Style normal. Vậy thì phông nó chưa chuẩn này, phông chưa chuẩn này. Tôi chuyển về phông chuẩn. Nếu các bạn không sử dụng style các bạn cứ phải bôi đen từng đoạn một như khi tôi đã sử dụng áp dụng style cho nó rồi đây. Đấy. Thì các bạn chỉ cần kích vào cái logo này thôi và modify. Chúng ta chọn về phông chuẩn. À, phông chuẩn của tôi kích xuống, tôi chọn Times New Roman. Cỡ chuẩn của tôi 13 hoặc 14, enter.
Màu tự động là màu đen đúng không? Các bạn cho màu khác, các bạn có thể chọn màu ở đây. Đấy, chọn màu ở đây. Rồi, chúng ta kích vào. Ok. Ok, đấy, tất cả nó sẽ chuyển về để cho chúng ta đúng không? Đoạn văn bản đấy chúng ta có thể kích, chúng ta chỉnh sửa. Đây, đoạn văn bản thì chúng ta kích vào cái format này. Chúng ta kích vào đây. Chúng ta sẽ chỉnh sửa để nó auto, tôi không muốn cách để auto hết. Giãn dòng của tôi là phải là 1.52 theo đúng chuẩn đúng không? Đây, cái độ dòng của tôi là để ví dụ đây đúng mẫu tôi thích. Ok chưa? Ok, đây là cái cách mà chúng ta định dạng nội dung, nó định dạng nhanh, định dạng văn bản nhanh bằng cách sử dụng style. Rồi tôi sẽ tạo một mục tự động, tại vì cái này tôi đã gắn hết link hết rồi thì việc tôi tạo một mục tự động rất là dễ dàng. Bằng cách là chúng ta để con trỏ chuột ở đầu văn bản hoặc là cuối văn bản, được chưa? Rồi chúng ta ghi chữ mục lục đi. Mục lục. Kích nó ra giữa đi. Cái này để vào chế độ. Cái này tôi để vào chế độ logo đi. Hoặc là tôi tạo một cái style mới này. Tạo style mới bằng cách chúng ta vào cái này. New style này. Đấy, tôi ghi đây là tiêu đề, tôi tên là tiêu đề. Đây tôi để chữ động cỡ 16 chẳng hạn, căn giữa. Ok đấy, thì mục lục của tôi sẽ căn giữa, chưa chữ động này, chưa chữ động tôi cho luôn đây chữ động. Đấy, thì cái này của tôi sẽ tự động cập nhật cái chế độ được chưa? Rồi enter này. Tại đây tôi sẽ chèn chèn mục lục vào đây bằng cách là chúng ta vào cái reference này. Chúng ta chọn, chúng ta vào cái table of content này. Đấy, chúng ta có thể kích nhanh ở đây cũng được, hoặc chúng ta tôi thường vào cái insert table of content. Đấy. Chúng ta chọn cấp này, hiển thị mấy cấp? Tôi đến heading 3. Cấp của tôi là heading 3 tôi cho hiển thị ra, hoặc tôi không cho hiển thị cấp 3 tôi cho hiển thị cấp 2, tôi cho hiển thị đến heading 2 thôi. Đúng rồi. Ok. Đấy. Còn nếu mà muốn các bạn muốn cho hiển thị đến heading 3 nữa thì chúng ta chuột vào, chúng ta vào insert, chúng ta chọn về đến heading heading 3. Ok. Yes. Đấy, heading 3. Được chưa? Rồi chúng ta chọn hai 2, 4, 5, đúng không? Ok. Đã, ok. Rồi, thế vậy thì sau khi mà chúng ta cứ thêm nội dung đúng không? Cứ thêm thêm tiêu đề chúng ta phải gắn heading, còn nội dung chúng ta thêm bình thường. Thì để cập nhật cái mục lục chúng ta thì chúng ta kích chuột phải. Ví dụ tôi thêm nhé. Nội dung 2 ở chương 3 đúng không? Bây giờ nội dung cái này tôi thêm này. Ctrl C. Enter, Ctrl V chẳng hạn. Thì bây giờ cái nội dung 2 của tôi sẽ nhảy xuống con chủ V. Con chủ V đi. Bạn nhìn thực tế nội dung 2 của tôi sẽ ở chương 4 rồi. Nhưng mà mục lục vẫn ở chương 3 đúng không? Thì chúng ta kích chuột phải. Chúng ta chọn gì? Update. Đấy. Chúng ta chọn update số trang này. Ok. Đấy thì nội dung của chương 4. Được chưa? Còn khi mà thêm chương đúng không? Thêm chương, ví dụ chương 2 tôi thêm sang chương 3. Con chuột V. Chương bây giờ nghĩ là chương 3. Được chưa? Chương 3 heading 1 thì chúng ta sẽ phải cập nhật. Trên mục lục của tôi chưa có chương 3 đúng không? Phải cập nhật chương 3 bằng cách kích chuột phải. Chúng ta chọn cái update, ta chọn cái bên dưới. Ok. Đấy thì chúng ta sẽ thêm chương 3 vào trong mục lục. Đó là cách tạo mục lục tự động và cách tạo style, sử dụng style có sẵn của Word và sử dụng style mà chúng ta tự động định dạng ra để chúng ta định dạng văn bản cho nó nhanh, dạng văn bản cho nó nhanh. Còn cái cuối cùng là trộn văn bản. Trộn văn bản sử dụng để làm gì? Khi mà tôi có một cái mẫu báo nhập học đúng không, tôi sẽ có một cái mẫu báo nhập học và tôi muốn gửi cái mẫu báo đến tới một danh sách học sinh, đến một danh sách học sinh đúng không, thì tôi sẽ sử dụng tính năng trộn văn bản cho nó nhanh.
Như đây mẫu báo nhập khảo của tôi sẽ có sẵn hướng dẫn nhé. Và chúng ta soạn thảo một cái mẫu báo nhập học ra. Rồi chúng ta sẽ có, tôi sẽ soạn soạn thảo nhanh một cái mẫu báo nhập học. Ví dụ như này, mình đã có một danh sách các thí sinh mà mình muốn gửi giấy báo nhập học đến, đúng không? Mà cái mẫu giấy báo nhập học của mình như này, nếu như mà mình mà không biết cách trộn văn bản thì mình sẽ phải gõ lần lượt từng thí sinh một vào đây. À, từng thí sinh từ cái danh sách này vào cái mẫu này, đúng không? Hoặc là copy từ cái kia sang này thì nó rất là mất thời gian. Bây giờ mình sẽ sử dụng tính năng trộn văn bản của Word để mình trộn, đúng không? Để sử dụng tính năng trộn văn bản là mình sẽ cùng một lúc mình sẽ trộn cái giấy báo nhập học này gửi đến toàn bộ cái danh sách thí sinh này và mình sẽ in ra, đúng không? Đây có 10, hơn 10 bạn, đúng không? Đây cái số là mình dành cho tự thì nó sẽ gửi hết trong danh sách ở trong đây. Đó, bắt đầu nhá, mình sẽ làm này. Mình sẽ vào cái mailing này. Đấy, vào cái Start My Mailing này. Chọn cái cuối cùng. Tab. Ở đây chúng ta sẽ có, nó có 6 bước chúng ta sẽ điền lượt này. Chọn cái đầu tiên nhé, letter, chúng ta click vào like. Like. Tại đây, tại cái bước thứ ba này, chúng ta cái po đâu chúng ta tìm đến cái danh sách mà chúng ta đã có, đúng không? Đã có sẵn chúng ta trộn. Như thế. Tôi sẽ tìm đến cái đấy, tôi chứa ở đâu nhỉ? Tài liệu này. Lưu ý là các bạn tạo ra các bạn phải lưu nó vào nhé, lưu nó vào thì chúng ta mới tìm, chúng ta không lưu là không có để chúng ta file nguồn cho trộn đâu. Tin học đại cương, bài tập, danh sách, về danh sách thí sinh này, tôi chọn là danh sách thí sinh mà tôi muốn gửi. Các bạn file Word cũng được mà file Excel cũng được, cứ có danh sách chúng ta sẽ trộn, đúng không? Tay Word thì chúng ta kể dạng bảng, mà còn Excel có dạng hồ sơ bảng sẵn rồi. Đấy, chúng ta chọn cho mở nó ra. Các bạn đợi lúc nó chạy đi. Đấy, nó sẽ ra như này. Đây là chúng ta chọn tất cả hoặc là chúng ta chỉ chọn đến người nào thôi, đúng không? Chúng ta sẽ kích ở đây. Tôi sẽ kích chọn ở đây, đúng không? Tôi chọn tất cả, tôi chọn tất cả. Còn không chúng ta sẽ tích một cái người là chúng ta chọn. Rồi chúng ta sẽ nhấn OK. Cái nguồn này đã ra rồi nha, rồi chúng ta nhấn OK. Chúng ta lách sang bước tiếp theo. Lách này. Đấy. Tại đây, tại cái bước này, đúng không? Con chuột chuột chúng ta đang nháy ở cái nút thí sinh, đúng không? Thì chúng ta vào cái more này, more item. Đấy. Thí sinh thì chúng ta đây thí sinh họ tên thì chúng ta kích vào cái chuột họ tên, chúng ta phải điền họ tên mà. Ta lấy ở đi họ tên. Đúng không? Ok, insert ra vào. Rồi chúng ta đóng nó lại. Chúng ta để con chuột xuống dưới trường, chúng ta lại vào more item. Chúng ta chọn trường, tên trường, insert. Đóng nó lại. Giờ tiếp tục. Chúng ta để cho con chuột xuống địa chỉ, chúng ta lại vào more item. Chúng ta kích vào cái cột là địa chỉ, chúng ta insert và chúng ta vào lâu rồi lại. Chúng ta sang bước tiếp theo này, lấy đấy, nó ra nhé. Các bạn nhớ ra ra một bản đầu tiên này, bạn đầu tiên này chưa, ra bạn đầu tiên này đấy. Chúng ta cứ lấy lấy để chúng ta lấy rồi ra bạn tiếp theo này đấy. Để chúng ta đến đâu chúng ta sẽ lấy, chúng ta in đến đấy được chưa. Hoặc là chúng ta muốn trộn toàn bộ luôn, nó ra có 10 10 cái y thì nó ra hết cả tất cả ở đây, đúng không? Có 10, có 10 người ra tất cả 10 người cùng một lúc ở trên đây. Trên cái file Word thì chúng ta click vào bước tiếp theo. Click để hoàn thành. Thì chúng ta chọn cái phần edit này. Đấy, chúng ta chọn phần edit. Sang bước 6 chúng ta chọn phần edit. Chúng ta chọn all là tất cả. Cái danh sách ở trong danh sách của chúng ta tất cả nó đều đây. In tất cả là ra. À, muốn hiển thị chỗ tất cả cho ta. Hoặc là hiện bản tin hiện tại hoặc là từ đâu đến đâu đấy, chúng ta chọn. Tôi chọn tất cả nhưng chúng ta ấn OK. OK. Đấy, các bạn lưu ý là nó sẽ ra tất cả kéo xuống. Tất cả các thí sinh trong danh sách. Và chúng ta chỉ việc in một loạt. Đấy. Đấy là
cái cách trộn văn bản trong nước để chúng ta làm việc nhanh và hiệu quả. Rồi đây là cái danh sách chúng ta muốn lưu lại, chúng ta lưu, nếu không chúng ta không lưu, trộn ra một cái danh sách mới, một file mới ra, không lưu chúng ta ấn don't save vào là không lưu, còn lưu chúng ta ấn save vào, còn ấn can là chúng ta phát ra đi để tiếp tục làm việc cái file này, được chưa? Nếu phát thì chúng không lưu, thì nó không lưu chúng ta, được chưa? Đấy là cái cách trộn văn bản trong file Word. Thì đến đây video của chúng ta đến đây cũng tương đối là gì, đầy đủ các kiến thức cơ bản của Word, đầy đủ các kiến thức cơ bản của Word. Đấy. Toàn bộ các kiến thức mà trong đây thì tôi đã giới thiệu lần lượt gần hết cho các bạn. Và đây là với 2010, tôi hướng dẫn 2010, còn 2013, 2016 thì các bạn cũng làm tương tự như thế đối với các thao tác này. Nó không khác, chỉ khác một chút về giao diện thôi. Để chúc các bạn học tập tốt và làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.